Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Đó, là mình đây. Và như hôm trước thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã làm rất những cái đồ, nhiều cái đồ dùng bằng các cái nguyên vật liệu khác nhau đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ dùng đến Và hôm nay chúng ta sẽ dùng đến cái gì nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ dùng đến bút chì đi. Đấy, chúng ta sẽ dùng đến bút chì. Để các bạn đoán xem bút chì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta không vẽ đâu các bạn ạ, mà chúng ta sẽ cắt những cái con ong đấy. Và các bạn còn nhớ cái bài thơ trước cô dạy chúng mình không nhỉ? Bài thơ đó là bài thơ Ong và Bướm đấy, là con bướm trắng lượn vườn hồng gặp con ong đang bay múa đấy, bướm liền gọi rủ đi chơi. Ong trả lời: tôi còn bận, mẹ tôi dặn việc chưa xong, đi chơi rong mẹ không thích. Đấy, đấy, vậy là cô đã vừa đấy, đọc lại cho chúng mình nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng những nguyên vật liệu tái chế. Đó, nguyên vật liệu tái chế là chúng ta sẽ sử dụng những cái, đây mình sẽ để cái bông hoa đây cho đẹp. Mình sẽ sử dụng cái vật liệu tái chế là những cái tờ giấy này. Đây, mình sẽ vẽ những con ong, mình cắt những con ong cho đẹp hơn, được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ con ong, được chưa? Bây giờ chúng ta vẽ con ong nhá. Đấy, chúng ta sẽ vẽ con ong và chúng ta sẽ cắt theo hình chúng ta vẽ. Đó, chúng ta sẽ vẽ một con ong. Ong. Đấy, mình sẽ vẽ con ong. Đó, và mình sẽ cánh con ong, mắt của con ong, đó, miệng của con ong. Mình sẽ dùng màu, bây giờ mình sẽ dùng màu đen để mình viền lại các bạn nhé. Đấy, mình sẽ dùng màu đen để mình viền lại. Đây, đây là hộp màu mình đã sử dụng hàng ngày, đúng không ạ? Đây là hộp màu mà mình đã sử dụng hàng ngày. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra, mình sẽ viền lại con ong nhé. Đấy, mình sẽ làm, mình sẽ về con ong. Đấy, mình sẽ về con ong, các bạn hãy nhìn mình làm nha. Mình sẽ về con ong. Lát nữa chúng ta sẽ cắt theo. Cắt theo thôi. Đấy, chúng ta sẽ viền trước và lát nữa chúng ta sẽ cắt con ong. Đấy, chúng ta sẽ cắt những cái con ong như này. Đấy, rồi mắt con ong này, miệng con ong này, đó, đây mình đã vẽ xong con ong rồi. Đấy, chúng ta hãy sử dụng những nguyên vật liệu tái chế và những cái tờ giấy mà chúng ta không dùng nữa, đúng không ạ? Để chúng ta cắt cái con ong này. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo này để chúng ta cắt cái con ong. Đấy, chúng ta sẽ cắt những cái phần không cần thiết đi. Đó, chúng ta sẽ cắt phần không cần thiết đi, được chưa? Nhẩn nhơ chúng ta cắt như này. Đó, chúng ta cắt được như này. Sau đó chúng ta sẽ, bây giờ mình sẽ cắt hộp màu đi. Là chúng ta sẽ màu chúng ta thì chúng ta sẽ tô. Đó, chúng ta cắt xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kéo này để chúng ta viền lại cho nó gần hơn. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ viền cho nó gần hơn ạ. Đó, chúng ta viền như này này. Đó. Nhẩn nhau chúng ta viền theo cái con ong này. Đây, nhẩn nhau chúng ta viền nhá. Viền theo đúng cái bát ong này. Chúng ta sẽ làm cái bát ong này. Chưa ạ? Rồi, chúng ta phải cắt khéo léo nhá. Uốn cong. Đấy,
một tay chúng ta di chuyển kéo, một tay chúng ta sẽ cắt, đúng không ạ? Một tay chúng ta di chuyển kéo, một tay chúng ta sẽ cắt, nhẹ nhàng chúng ta cắt, đó, nhẹ nhàng chúng ta cắt thôi, chưa, đó, nhẹ nhàng chúng ta cắt, đó, đấy, ta cắt như thế này, được chưa? Đó, chúng ta cắt như thế này. Sau đó chúng ta sẽ uốn theo. Đó, đây. Khi nào cắt xong cái râu của con ong mình sẽ cho các bạn xem. Đây con ong. Đấy, mình đã cắt cái con ong này từ những cái tờ giấy mà chúng ta không dùng nữa, đúng không ạ? Nó sẽ cắt cái con ong. Đây. Đây. Đây là con ong. Như các bạn biết rồi đấy, con ong là một trong những cái thuộc loài côn trùng, đúng không ạ? Ong này, bướm này, rồi là sâu này, nhộng này, đấy, rồi là tơ tằm, đấy, những con tằm. Con tằm nó ăn, con tằm nó nhả ra tơ, đúng không ạ? Đấy. Và các bạn biết đấy, cái hôm trước thì cô đã đọc cho chúng mình nghe cái bài thơ là Ong và Bướm, đúng không? Đấy, cái bài thơ đấy rất là hay, nói về bạn ong và bạn bướm và nhắc nhở chúng ta là khi đâu đi đâu đâu đi khi đi đâu chơi thì phải được sự đồng ý của bố mẹ này, và phải làm xong việc này đấy, thì bố mẹ mới yêu này và bố mẹ mới quý, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nghe đọc một lần nha. Con bướm trắng lượn vườn hồng, gặp con ong đang bay múa, bướm liền gọi rủ đi chơi. Ong trả lời, tôi còn bận, mẹ tôi dặn, việc chưa xong, đi chơi rồng, mẹ không thích. Đấy, vậy nào cô đã vừa cắt được một con ong. Cô đã vừa cắt được một con ong, bây giờ cô sẽ cắt nốt cái cánh của nó nhá. Cô sẽ cắt nốt cái cánh này. Được chưa? Đó, cô sẽ cắt nốt cái cánh con ong. Nhận nhau cô cắt cánh của con ong. Đó. Thấy chưa? Đấy, nhả nhả cô cắt cái cánh con ong. Rồi. Sau đó thì mình sẽ dùng màu. Đấy, sau đó cô sẽ dùng màu cam để cô tô cái cánh nhá. Đấy, cô sẽ tô viền bên ngoài trước. Chưa? Đó, về bên ngoài cô sẽ tô bên trong. Đấy, cô sẽ tô cánh của con ong. Thấy chưa? Rồi. Tiếp theo, bây giờ cô sẽ dùng các màu, cô phối màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ đấy, rồi màu trắng nữa. Chúng ta sẽ tô thân trắng, chúng ta sẽ tô cái mặt của bạn ong nhá. Mặt của bạn ong chúng ta sẽ tô màu trắng đó, sẽ tô trắng đây. Rồi tiếp theo đến chúng ta sẽ tô màu vàng đấy, chúng ta sẽ tô từ ngoài vào trong, chúng ta di màu đậm vào nhá. Đó, xong chúng ta sẽ đến tô màu đỏ, được không ạ? Đó, chúng ta sẽ tô màu đỏ. Đó, chúng ta sẽ pha màu. Đó, chúng ta sẽ làm pha màu mỗi một cái thân của con ong một màu thì nó sẽ nổi bật hơn các bạn ạ. Đấy, mỗi thân một màu thì nó nổi bật hơn, rồi là màu đậm màu nhạt chúng ta xen kẽ với nhau. Đấy, màu đậm màu nhạt chúng ta xen kẽ với nhau, được chưa? Đó, màu nhạt màu đậm chúng ta xen kẽ với nhau. Đó, thì cái con ong của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà chúng ta tô một màu thì nó không đẹp. Đấy, chúng ta phải tô nhiều màu khác nhau, đúng không ạ? Là tô nhiều màu khác nhau, màu đậm, đúng không? Mình sẽ dùng màu cam nữa để mình tô đi. Đây, màu cam đây. Mình sẽ tô mặt của bạn ong. Chứ màu trắng nó không nổi các bạn ạ. Màu trắng nó không nổi cái mặt của bạn ong đi. Đấy, chị ong nâu 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 đấy, có một bài về bạn ong này. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đấy. Đấy, đấy, bây giờ mình đã vẽ xong rồi, tô xong rồi, và mình sẽ chuẩn bị cho các bạn xem. Đây, đây là bạn ong của mình. Đấy, mình đã vẽ và cắt được một cái bạn ong. Đấy, mình đã dùng một vật liệu tái chế, đó là giấy. Đấy, giấy viết rồi, mình đã cắt được một cái bạn ong. Đấy, rất là đẹp và đáng yêu, đúng không ạ? Khi ở nhà chúng mình có thể cắt những cái bạn ong này đấy, và làm những cái bạn ong thật là đẹp nhá.
Đấy, đây là những mặt ong thật là đẹp. Và với cái mặt ong này thì chúng ta biết rồi, rất là dễ làm. Và để cho mặt ong đẹp hơn thì chúng ta hãy tô những cái màu xen kẽ nhau. Đấy, rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.